Rồi bây giờ là mình sẽ khui tiếp đến trái cây Gogo, trái cây nghiền. Trái cây nghiền Gogo này thì các bé cũng từ 6 tháng trở lên là có thể ăn thử rồi nha. Bữa nay mình sẽ khui 4 vị ra luôn. Hiện tại Shoplam đang có những cái thùng mà mix 4 vị với nhau luôn. Để các bạn mua vị gì cứ báo hoặc là mình có thể ăn thoải mái các vị cho con luôn. Bây giờ đầu tiên mình sẽ ăn vị gì ta? Con ăn vị trái cây nhiều loại. Đúng rồi, Unify. Trái cây nhiều loại đâu, con ăn xong con sẽ cho mình xin cái cảm nhận của con khi ăn là vị như thế nào ta? Cái này là sữa chua nguyên chất cho nên là sẽ không có đường nè, không có những cái chất bảo quản, không có mấy cái hộp giống như là trái cây á. Nó có chua lắm không con? Đây là hơi chua đúng không? Bởi vì ở đây nó sẽ không có đường. Đây là những trái cây nghiền nguyên chất và không có đường. Mọi người biết đó, loại Gogo là loại dễ ăn nhất rồi á. Rồi tiếp bây giờ mình sẽ tới vị khác ha. Đây là vị trái cây. Cái này là vị táo quế nha mọi người. Mỗi vị này là vị táo quế. Không biết cái này, những cái này nó sẽ giúp cho đường tiêu hóa của mình rất là tốt, đặc biệt là những em bé chắc chắn không thể ăn đường được. Không á. Ngon quá hả? Mọi người biết không, bé Lam là lớn rồi, có nghĩa là biết được mùi vị thì những cái gì mà ngon á con mới thích ăn. Có những cái loại mà trái cây nghiền á nó chua, ta nói là không ăn như đấm vào mặt luôn ấy. Nhưng mà những cái Gogo đặc biệt ngon. Mùi quế á con. Nhưng mà nó rất là thơm đúng không? Rồi bây giờ mẹ sẽ cho Lam ăn tiếp cái mùi tiếp theo, đó là táo dâu. Xin mời. Nè cái này á mọi người thấy không, nó sẽ có nắp bạn như vậy và sau khi ăn nếu mà mình ăn không hết mình có thể để tủ lạnh bảo quản được nha. Thơm quá nè. Ngồi đàng hoàng. Đó, táo dâu. Táo dâu sẽ hơi chua nha. Nhưng mà đối với những bé nhỏ từ 6 tháng á, ăn như vậy rất là tốt nè. Nó sẽ không có đường. Wow. Rồi, thế còn một vị nữa là vị táo không luôn. Đây là vị táo không. Nó sẽ có nhiều vị lắm, có thích ăn gì nào cũng được, nhưng mà cái nào cũng tốt hết. Nè, những bé nào á mà không có thích ăn trái cây các mẹ khó đút á, các mẹ có thể mua những cái túi như vậy. Nó là nghiền sẵn hết rồi và ăn rất là dễ, để ngăn mát còn dễ ăn hơn nữa. Nhưng đây bạn. Ừ, đúng rồi. Bà nhưng mà nếu mà con để lạnh á thì nó sẽ giống như đá bào, còn mình để ngăn mát thôi, ăn nó sẽ mát mát. Nè đi chơi đi picnic các mẹ có thể bỏ vào túi của con một túi để con ăn giải khát ha. Và đảm bảo bổ sung nhiều chất dinh dưỡng nữa. Cái này nó sẽ không có đường, không có chất bảo quản, không có làm hư thận con, không có làm cho con bị đầy bụng, ăn rất là tốt luôn. Nhiều khi mình mua trái cây về mình phải nấu, mình phải hấp, mình phải nghiền ra rất nhiều là công đoạn và mất thời gian của mẹ, thì những các mẹ có thể mua những cái này là đảm bảo nguyên chất của hãng Gogo, ăn rất là ngon, rất là ngon. Và các bé nó sẽ bổ sung dinh dưỡng cho nó rất là tốt luôn ha. Và mình có thể để dành nữa. Đó, bây giờ mẹ sẽ về mình để dành cho Lam và bạn cuốn để ăn nè.